Thưa quý vị, thời điểm cận Tết Nguyên Đán, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các chợ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tập trung lượng hàng hóa lớn để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng ga, điện, nhiên liệu trong sinh hoạt sản xuất dịp Tết tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an huyện phối hợp với Công an các xã thị trấn và các đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ và diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Từ cuối năm 2023 đến nay, Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức 9 buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, với hơn 6.000 người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các biện pháp phòng cháy, kỹ thuật chữa cháy, phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng huy động tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra, đồng thời hướng dẫn công an các xã thị trấn xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư.